Từng là một loại hình nghệ thuật cung đình được giới quý tộc và học giả rất yêu thích, trải qua một thời gian dài bị mai một và lãng quên. Giờ đây, ca trù đã dần lấy lại vị trí của mình. Ca trù khởi sắc có phần công sức không nhỏ của những người đam mê như đào nương Phạm Thị Huệ. Một khuôn mặt trăng rằm, một ánh mắt biết nói và nụ cười đôn hậu, Phạm Thị Huệ như người tố nữ từ trong tranh bước ra, gợi cho người ta nhớ đến dáng dấp của những tài nữ cầm kỳ thi họa ngày trước. Nhưng ẩn giấu bên trong vóc dáng nhỏ bé đó là một quyết tâm bền bỉ đáng khâm phục trong việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật ca trù. Vốn là giảng viên khoa nhạc cụ truyền thống chuyên ngành đàn tỳ bà, Học viện Âm nhạc Quốc gia, thông thạo cả sáo, đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt, bộ gõ. Tình yêu với âm nhạc dân tộc đã đưa Phạm Thị Huệ đến với ca trù. Mỗi nghệ nhân ca trù chỉ truyền dạy cho một học trò chân truyền. Vì vậy, khi tìm đến nghệ nhân Phó Thị Kim Đức, bà chỉ đồng ý dạy cho chị kỹ thuật thanh nhạc truyền thống. Sau 3 tháng miệt mài, Phạm Thị Huệ đã thọ giáo được lượng kiến thức mà người khác phải học trong 3 năm. Sau đó, chị lặn lội tìm về Hải Dương học đàn của nghệ nhân Nguyễn Phú Đệ. Và cuối cùng, sau nhiều lần thử thách, chị đã được nghệ nhân Nguyễn Thị Trúc nhận làm học trò. Không phụ sự chỉ dạy của những bậc thầy kỳ tài, chỉ hơn một năm sau, cô đào Phạm Thị Huệ đã được chính thức trình làng thông qua lễ mở xiêm áo. Khách tới dự ai nấy đều tấm tắc trước tài năng của cô đào nương trẻ, đã giỏi đàn, lại tuyệt kỹ giọng ca. Cứ từ nhà mà đến nhà tôi là 15 cây số. Thì cô ấy cứ về cô ấy học, lúc thì tôi lại ra nhà tôi dạy. Thì tôi thấy là cô ấy cũng rất là tha thiết học mà, rất là yêu nghề, cho nên là tôi cũng cố gắng dạy cô ấy. Cô ấy học là chóng lắm, hôm nay là được 4 năm rồi. Nhưng mà cô ấy hát như thế là 10 phần cũng phải được 9 phần rồi đấy. Không dừng lại ở một nghệ sĩ biểu diễn ca trù, Phạm Thị Huệ còn có nhiều hoạt động để bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật thuần Việt này. Một trong số đó, việc khôi phục lại hình thức hát cửa đình mà giáo phường ca trù Thăng Long do chị chủ nhiệm đang tiến hành. Hát cửa đình phục vụ cho nghi thức tế lễ thần thánh ở các đền hay đình làng, đồng thời là hình thức diễn xướng chính thống lớn nhất của ca trù. Việc trả lại cho ca trù không gian diễn xướng nguyên sơ nhất có ý nghĩa rất lớn trong việc khôi phục lại loại hình nghệ thuật này. Giáo phường ca trù Thăng Long là điểm đến quen thuộc của những người yêu ca trù. Nằm ngay cạnh những buổi biểu diễn ca nhạc đầy sôi động của trung tâm triển lãm giảng võ, ở đây, dưới một mái đình vút cong, vào mỗi tối thứ sáu, ít tất bật, những người yêu ca trù tìm đến để được đắm mình vào một không gian đượm chất ca trù và ngả nghiêng theo một nhịp trống trầu. Tôi rất mong muốn giáo phường sẽ khôi phục lại, được phục dựng lại cái giáo phường xưa kia với những cái tổ chức lề lối và phục dựng lại lối hát thờ cửa đình và đưa ca trù trở lại cái thời hưng thịnh. Tất nhiên là chúng ta sẽ còn mất rất là nhiều thời gian, mất rất là nhiều công sức và cái sự cố gắng của cả một cộng đồng.